477 Chuyện tiểu đạo sĩ Narada Tiền thân Chula Narada Không có củi nào được bổ ra, vân vân Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về các trò quyến rũ của một cô gái thô tục. Thời ấy ta biết rằng có một cô gái chừng 16 tuổi, con của một người dân thành xá vệ, là một cô gái có thể đem phận may đến cho đàn ông song chẳng có nam nhân nào chọn nàng cả vì vậy mẹ nàng nghĩ thầm con gái ta đã đến tuổi trưởng thành song chẳng ai chọn nó cả ta muốn dùng nó như miếng mồi câu cá khiến cho một vị xuất gia tu hành trong dòng họ thích ca phải hoàn tục và nó sống nương nhờ vị ấy lúc bấy giờ có một thiện gia nam tử ở xá vệ đã quyết tâm tu hành và gia nhập tăng chúng nhưng từ khi chàng đã thọ đại giới xong, chàng lại mất cả ước vọng tu tập và cứ sống chuyên lo tô điểm bản thân chàng. Người nữ cư sĩ này thường hay dọn sẵn cháo gạo trong nhà và nhiều thức ăn loại cứng, loại mềm, rồi đứng ở cửa, trong khi tăng chúng đi ngang qua đường phố và cố tình xem ai là người có thể bị lòng thèm ăn của ngon, vật lạ, lôi cuốn. Kìa lũ lượt trên đường là đám nam tử hành trì tam tạng, kinh, luật, luận, song bà không tìm được ai có thể mắc vào mồi của bà cả. Giữa các vị mang bình bát, đắp y kia là những vị pháp sư thuyết giáo với giọng ngọt ngào như mật, di chuyển như đám mây bồng bình trước gió, bà chẳng thấy ai cả. Xong cuối cùng, bà chợt thấy một nam nhân tiến tới, khóe mắt xoa dầu thơm, tóc buông xỏa, mang chiếc y trong bằng thứ lụa mượt mà. Chiếc y ngoài được giặt vũ sạch sẽ, bình bát có màu sắc đẹp như loại bảo châu, chiếc dù thật vừa ý. Một con người buông thả các căn theo sở thích, toàn thân một màu đồng vàng bóng lộn. Đây chính là người mà ta có thể bắt lấy. Bà nghĩ thầm và đánh lễ vị kia. Bà đến cầm lấy bình bát và mời ông vào nhà. Bà dọn chỗ ngồi cho ông, đưa cháo gạo và các thứ khác. Rồi sau bữa ăn, bà yêu cầu ông ghé nhà bà, làm nơi nghỉ chân, lui tới trong tương lai. Vì thế ông thường viếng thăm nhà đó về sau, dần dần với thời gian trở nên thân thiết. Một ngày kia, bà cư sĩ ấy nói, cố cho ông nghe. Trong nhà này, chúng ta sung sướng lắm, duy chỉ một điều là ta chẳng có con trai hay con trẻ để bảo tồn gia sản thôi. Ông nghe được, tự hỏi không biết lý do gì bà lại nói vậy. Chẳng mấy chốc, dường như việc đó đã đâm sâu vào tim ông. Bà ta bảo con gái, con hãy quyến rũ người này đi, hãy tìm cách điều khiển chàng theo ý con. Vì thấy sau đó cô gái tô điểm đầy mình, đủ loại trang sức và quyến rũ vị kia, dùng đủ mánh lới xảo quyệt của nữ nhân. Ta phải hiểu rằng một cô gái thô tục, đây không có nghĩa là thân hình mập mạp, nhưng dù mập hay gầy, cô ta cũng bị gọi là thô tục vì mãnh lực năm thứ dục tình của cô ta. Sau đó, nam tử kia còn trẻ, lại bị dục tình chi phối, nên lòng thầm nghĩ, nay ta không thể nào tu theo giáo pháp của Đức Phật được nữa. Và ông đi đến tinh xá đặt y bác xuống, nói với các vị giáo thọ của mình, tâm con đang thối thất. Rồi các tỷ kheo ấy dẫn ông đến bậc đạo sư và thưa, Bạch Thế Tôn, tỷ kheo này đang thối thất. Ngài hỏi, này tỷ kheo, họ bảo rằng tâm ông đang thối thất, có đúng vậy không? Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy, Thế việc gì khiến ông như vậy? Bạch Thế Tôn, một cô gái thô tục. Ngài bảo, Này tỷ kheo, ngày xưa, lâu lắm rồi, khi ông ở trong rừng, chính cô gái này đã cản trở đời thanh tịnh của ông và đã làm hại ông rất nhiều. Thế thì tại sao ông lại sinh thối thất vì cô ta nữa? Rồi theo lời thỉnh cầu của tăng chúng, Ngài kể một chuyện quá khứ một thời kia khi vua Pramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn rất giàu có. Sau khi thành đạt việc học vấn, Ngài về điều hành cả tài sản. Kế đó, bà vợ Ngài sinh một con trai rồi qua đời. Ngài suy nghĩ, cũng như vợ yêu quý của ta, cái chết sẽ không chừa ta đâu. Vậy gia đình có nghĩa gì với ta nữa? Ta muốn xuất gia tu hành. Vì thế, Ngài từ bỏ mọi tham dục cùng con trai ngài đi vào vùng tuyết sơn ở đó cùng sống đợi ẩn sĩ tu tập thiền định và thắng trí cư trú trong rừng sinh sống bằng trái cây và củ rừng vào thời ấy dân chúng ở biên địa cướp phá xứ sở sau khi tấn công một thị trấn và bắt các tù nhân bọn chúng chất đầy chiến lợi phẩm trở về biên địa trong đám ấy có một cô gái tuyệt đẹp sông đầy mánh khóe giả dối cô ta nghĩ thầm các đàn ông này khi mang chúng ta đi xa nhà sẽ biến bọn ta thành nô lệ. Ta quyết tìm cách trốn thoát. Vì vậy cô ta bảo, Thưa chủ nhân, thiếp muốn nghỉ chân, vậy cho thiếp đi nghỉ chân một lát. Nàng đánh lừa bọn cướp như thế rồi trốn đi. Lúc bấy giờ, Bồ Tát đã đi vào rừng tìm củ quả để con trai ở lại am lá. Trong khi ngài đi vắng, cô gái đang lang thang trong rừng. Bước đến am này vào sáng sớm, quyến rũ chàng trai bằng dục tình, phá hủy công đức của chàng và chinh phục chàng theo ý mình. Nàng bảo chàng, Sao chàng lại ở trong rừng này? Đôi ta cùng về một làng kia làm nhà riêng cho ta ở. Tại đó đôi ta dễ dàng tận hưởng mọi lạc thú ái tình. Chàng băng lòng và bảo, Nay cha ta đang ở trong rừng kiếm trái cây. Khi nào gặp lại cha ta thì ta sẽ cùng nhau đi xa lúc ấy cô gái thầm nghĩ cậu trai khờ dại này chẳng biết gì cả song còn cha cậu ắt hẳn đã xuất gia tu hành lúc tuổi già khi ông ấy về nhà ông ấy sẽ biết ta làm gì ở đây và đánh đập ta lôi cổ kéo cẳng ta ra quẳng ta vào rừng sâu vậy ta muốn đi ngay trước khi ông ấy về rồi chỉ rõ dấu hiệu đi đường xong nàng liền đi ngay sau khi nàng vừa khuất bóng chàng trai trở nên buồn bã không làm phận sự hàng ngày như thường lệ, mà đi trộm kính từ đầu tới chân, nằm dài ra trong am lá, u sầu phiền muộn. Khi bậc đại sĩ đem mớ quả rừng về nhà, ngài quan sát dấu chân cô gái. Đây là dấu chân một nữ nhân, ngài nghĩ thầm, ắt hẳn công đức của con trai ta đã mất rồi. Sau đó ngài bước vào am, đặt mớ quả rừng xuống và ngâm phần kệ đầu hỏi con trai ngài. Một không có củi nào được bổ ra và không kéo nước tự ao hồ, cũng không có lửa nào con nhóm, đờ đẫn nằm sao giống kẻ rồ. Nghe giọng của cha, chàng trai vùng dậy đảnh lễ cha và hết sức cung kính, chàng thổ lộ rằng chàng không thể nào chịu được cuộc sống trong trường nữa và chàng ngâm đôi phần kệ. Hai, Con không thể sống ở sơn lâm, cuộc sống trong trường thật khó khăn, con quyết điều này ca diếp hỡi con mong trở lại chốn phàm nhân. Ba, này đại sĩ ơi hãy dạy con, khi con tự giả bước lên đường, thế nào phong tục trong toàn quốc, con phải biết cho thật tỏ tường. Bậc đại sĩ bảo, này con, được lắm, ta sẽ dạy con mọi phong tục trong nước. Và ngài ngâm đôi phần kệ. Bốn, nếu con đã quyết chí xa rời, các trái cây rừng với sắn khoai về sống thị thành nghe dạy bảo, làm sao phong cách hợp theo đời. năm Tránh nơi vách đá chốn hang sâu, thuốc độc rời xa dẫu loại nào, bước thận trọng nơi loài trắng ở, đống bùn nhơ bẩn, chờ xa vào. Con trai vị ẩn sĩ không hiểu được lời khuyên cốt lõi ấy, liền hỏi. 6. Vách đá dấu cao ấy có gì liên quan đến thánh đạo ta đi, bùng nhơ thuốc độc cùng loại trắng, xin nói điều này với tiểu nhi. Vị ấy đáp lời giải thích. 7. Có thuốc uống kia ở cõi trần, mà người ta gọi rượu con thân, thơm tho như mật ong ngon ngọt, giá rẻ đầy hương vị dịu dàng. Cái ấy Narada bậc trí, bảo là thuốc độc đối hiền nhân. 8. Và bọn nữ nhân ở cõi trần làm người ngu trí phải điên cuồng. Chúng lôi đám trẻ người non dạ, như bảo dưới đường bắt hạt bông. Ta nói Phật sâu là đấy nhé, đang nằm ngay trước mặt hiền nhân. 9. Được đời trao tặng đại vinh quang, ân sủng lộc nhiều, tiếng tốt vang. Này đó Narada buồn cấu ý, có cơ làm bẩn các hiền nhân. 10. Đế vương cùng với đám quần thần đang ngự trong cung chốn thế nhân này đó narada đều chức trọng mỗi vua là một chúa oai hùng 11. trước chân vua chúa các quân vương con nhớ đừng nên chọn bước đường vì đó narada là trắng cả những người ta đã nói con thương 12. ngôi nhà con đến để xin ăn khi mọi người an tọa trước bàn nếu thấy tốt lành trong chỗ ấy, thì con ăn uống thỏa thuê lòng. 13. Khi người kia dọn bữa mời con, thực hiện điều này lúc uống ăn, đừng uống quá chừng, ăn quá độ, tránh xa nguồn dục lạc, phàm trần. 14. Rượu chè chuyện phím bạn tài gian, các tiệm bán buôn của thợ phàng, con hãy tránh xa như những kẻ đi trên đường lộ chẳng bình an. Trong khi người cha cứ tiếp tục nói mãi, nói mãi bên tai, chàng trai dần dần hồi tỉnh và nói: "Thưa phụ thân, con đã chán chê cõi phàm trần rồi." Sau đó, vị cha dạy cho chàng tu tập từ tâm và các thiện pháp khác. Người con nghe theo lời cha dạy bảo, chẳng bao lâu phát khởi thiền định trong tâm trí chàng, và cả hai cha con không bao giờ gián đoạn thiền định nên được tái sinh vào cõi Phạm Thiên khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, cô gái thu tục này là thiếu nữ kia, tỷ kheo thối thất là con trai vị ẩn sĩ, và ta chính là người cha. 478 Chuyện Sứ Thần Tiền thân đu ta Trầm tư trên bến nước sông Hằng, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về việc tán thán trí tuệ của Ngài. Trong chánh pháp đường, tăng chúng đang bàn luận. Này các tỷ kheo hiện hữu, tài trí của đấng thập lực thật dồi dào, phương tiện thiện xảo biết bao. Ngài đã chỉ cho vương tử Nanda, em trai của Ngài, thấy các bầy thiên nữ xong, khiến vị ấy đắc thánh quả. Ngài lại trao chiếc y cho chàng tiểu thị giả của Ngài, và giáo hóa cho chàng chứng quả thánh quả bốn thiền chứng ngài chỉ đóa hoa sen của người thợ rèn nọ khiến người ấy đạt thánh quả thật ngài đang hóa độ chúng sinh với muôn vàn phương tiện khác nhau bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang ngồi bàn luận chuyện gì các vị trình với ngài ngài bảo đây không phải là lần đầu tiên như lai có đủ phương tiện thiện xảo và tài trí để biết rõ việc gì sẽ đem lại kết quả như ý đâu mà ngày xưa như Lai cũng đã đầy đủ tài trí. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Pramadatta trị vì tại Ba La Nại, cả nước đó không có vàng vì vua áp bức toàn dân và lấy hết kho vàng. Vào thời ấy, Bồ Tát sinh vào một gia đình Bà La Môn ở một làng nọ trong xứ Kashi. Khi ngài đến tuổi khôn lớn, ngài đến Takashila và nói: ta sẽ kiếm tiền để trả học phí cho sư phụ ta sao bằng phương pháp xin của bố thí một cách kín đáo ngài đi đến thỏ giáo và khi đã hoàn thành việc học tập ngài nói thưa sư phụ con sẽ dùng hết năng lực tinh cận của con để đem về dân sư phụ số tiền xứng đáng với việc sư phụ dạy bảo thế là xin phép tự giả thầy dạy ngài ra đi tất cả vùng đó để cầu bố thí sau khi ngài đã kiếm được vài lạng vàng theo đúng cách chân chánh và ngay thẳng ngài ra về định trao tận tay thầy mình rồi trên đường đi đã dùng thuyền vượt qua sông hằng khi con thuyền trồng trành trên mặt nước số vàng ấy rơi mất ngài suy nghĩ xứ này thật khó kiếm vàng nếu ta lại đi lần nữa để kiếm tiền trả thầy ta thì sẽ chậm trễ lắm vậy nếu ta cứ ngồi tuyệt thực bên bờ sông hằng thì sao dần dần cũng có lúc Đức vua biết được việc ta ngồi đây và vua sẽ phái một vài cẩn thận đến nhưng ta sẽ chẳng nói gì với họ. Sau đó chính đức vua sẽ đến và nhờ đó ta sẽ kiếm được tiền học phí trả thầy ta. Vì vậy, Ngài đắp thượng y lên mình, đặt sợi dây tế đàn ra ngoài và ngồi bên bờ sông Hằng như thể một pho tượng vàng trên vùng cát bạc. Đám đông đi ngang qua thấy Ngài ngồi đó không ăn thứ gì cả, liên hỏi tại sao Ngài ngồi như vậy nhưng ngài không nói lời nào với dân chúng cả. Hôm sau, dân làng kế cận hay tin ngài ngồi đó, cũng đến hỏi han nhưng ngài cũng không nói gì. Dân chúng thấy ngài kỳ sức như vậy, thì vừa bỏ đi, vừa thương xót than vãn. Ngày thứ ba, dân tự kinh thành kéo đến. Ngày thứ tư là các bậc quyền cao chức trọng trong kinh thành. Ngày thứ năm là đám triều thần quanh vua. Ngày thứ sáu, vua sai các đại thần đến, nhưng ngài chẳng hề nói với ai điều gì ngày thứ bảy vua lo ngại đến gặp ngài và xin ngài giải thích qua phần cậy đầu một trầm tư bên bến nước sông hằng và tại sao chàng chẳng nói năng để trả lời ta truyền nhắn hỏi hay chàng giấu chuyện khổ đau chăng nghe lời này bậc đại sĩ đáp tâu chúa thượng nỗi sau của thần chỉ được thổ lộ cho người có thể vứt bỏ nó đi chứ không nói với ai khác được rồi ngài ngâm bảy phần kệ hai hỡi đại vương nuôi sứ ca si số ngài ví thử gặp sầu bi nỗi sầu chớ lộ cho người khác nếu kẻ này không có ích gì ba song nếu ai san sẻ một phần nỗi sầu nhờ thế lực quyền năng thì con người ấy đang sầu muộn nói rõ người kia mọi ước mong 4 Tiếng loài sơn cẩu, tiếng chim muôn cũng rất dễ dàng được cảm thông. Tiếng nói người đời tuy rõ thế, vô cùng khó hiểu hỡi quân vương. 5. Con người thường nghĩ bạn thân mình, quyến thuộc bà con bạn chí tình. song mối tình thân thường biến mất, oán thụ căm hận lại dần sinh. 6. Người không được hỏi gặn nhiều lần Nói chẳng đúng thời nỗi khổ tâm, chắc chắn làm phiền lòng bạn hữu, mong mình an ổn phải than vang. 7. Tìm kiếm cơ mây để nói năng, biết người hiền trí lại đồng lòng, bạn hiền tỏ nỗi ưu cùng bạn, ý nghĩa nằm sau tiếng dịu dàng. 8. Xong, nếu trí nhân thấy rõ ràng, không gì giải được nỗi gian truân điều gì đem nói cho người biết cũng chẳng đạt thành quả ước mong. Bậc trí một mình đành nín lặng, e dè nhẫn nhục đến sau cùng. Bậc đại sĩ đã thuyết pháp như vậy qua bảy phần kể trên để giáo hóa vua, rồi ngâm thêm bốn phần nữa để kể chuyện ngài đi kiếm tiền trả cho thầy dạy. chín Đại vương thần đã phải lang thang, nhiều nước kinh thành mỗi quốc vương, thị trấn thôn làng cầu bố thí bởi vì học phí quyết lòng mang. 10. Đến trước thèm ai, mọi chủ nhà, triều thần đạo sĩ hoặc thương gia, cầu xin một ít vàng, thần được, chừng một hay hai lạng ấy mà. Chúa thượng số vàng nay đã mất, nên thần buồn bã thật sâu xa. 11. Các sứ giả không thế lực gì, làm thần thoát khỏi nỗi sầu bi, thần đã cân nhắc hoài cho kỹ Chúa Thượng thần không giải thích chi. 12. Song Ngài uy lực đủ anh quân, giải thoát cho thần nỗi khổ thân, vì xét kỹ Ngài nhiều đức độ, thần cho Ngài biết thật tin tưởng. Khi vua nghe lời cảm khái ấy, liền đáp, Này chàng bà La Môn, thôi đừng phiền muội nữa, vì trẫm sẽ tặng học phí cho chàng đem trả thầy giáo rồi vua hoàng lại gấp đôi số vàng cũ. Để làm sáng tỏ vấn đề này, bậc đạo sư ngâm phần kệ cuối cùng. 13. Đại vương nuôi dưỡng cả gian sang, hoàng lại người kia một số vàng, trọn vẹn với lòng tin tưởng nhất, trước vàng đã có gấp đôi lần. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, Ngài bảo Như vậy, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ như Lai mới đầy đủ phương tiện thiền xảo. Xưa kia, Như Lai cũng vẫn như vậy. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda, Anan là vua. Sariputta, xá lợi Phất là vị giáo thọ. Và ta là chàng thanh niên kia.